và đây là một trong những cái cải tiến của công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng mai và đã được cho cái bộ phong thủy để ứng dụng vào trong các cái bàn thờ mang lại được sự may mắn cũng như là sự hoan hỷ, sự hoàn mãn của gia đình à, bởi vì ngũ phúc thì bao giờ cũng có là ý nghĩa là có một cuộc sống thật là hạnh phúc và trong quan điểm của người việt thì ngũ phúc chính là năm điều tuyệt vời mang lại hạnh phúc. Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai Hướng Mai xin được gửi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách Luôn luôn an vui, hòa hợp, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, yêu thương và thành công Hôm nay Hướng Mai xin được giới thiệu một chiếc bàn thờ bằng gỗ hương đỏ của Lào vừa xong của công ty đầu gỗ mỹ nghệ hướng mai à, kích thước của bàn thờ là một m chín rộng 88 và cao 127 bàn thờ này rất là đặc biệt bởi vì cái thứ nhất là nó bằng gỗ hương đỏ của nào gỗ hương xịn cái thứ hai nữa là bên trên này nó đục đồng tiền xếp gọi là kim ngọc mãn đường bằng bạc đầy nhà. Còn ở dưới này thì họ đục tứ quý tức là tùng trúc cúc mai bốn mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông thì được cho hết cả vào trong bàn thờ này và có hai cái song hỉ lâm môn ở trong ở trong cái bàn thờ và cái bàn thờ này thì nó có cả cái ở dưới gọi là con rơi cảm tiền người ta gọi là ngũ phúc lâm môn bộ bàn thờ này rất là đặc biệt so với tất cả những cái bàn thờ khác thì nó vừa đơn giản nhưng mà nó rất là ý nghĩa phong thủy và đây là một trong những cái cải tiến của công ty đồ gỗ mỹ nghệ hướng mai và đã được cho cái bộ phong thủy để ứng dụng vào trong các cái bàn thờ mang lại được sự may mắn cũng như là sự hoan hỉ sự hoàn mãn của gia đình à, bởi vì ngũ phúc thì bao giờ cũng có là ý nghĩa là có một cuộc sống thật là hạnh phúc và trong quan điểm của người việt thì ngũ phúc chính là năm điều tuyệt vời mang lại hạnh phúc à, bao gồm có là phú vì thọ khang và ninh với một ước mơ có một cuộc sống hạnh phúc, ước gì được nấy thì cũng là động lực để mỗi con người vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ, thử thách và vươn lên trong cuộc sống. Và năm điều tuyệt vời ấy thì được cho hết cả vào bàn thờ. Đó chính là phú tức là biểu tượng cho sự giàu có về tiền bạc vật chất, quý tức là biểu tượng cho sự đầy các sang trọng và thọ tức là biểu tượng cho sự sống lâu để hưởng phú quý và khang là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào. Ninh là biểu tượng cho cuộc sống an yên và bàn thờ ngũ phúc thì là biểu tượng là hình ảnh năm con rơi và mang lại được ý nghĩa là cát lộc cát tường cho gia đình và đặc biệt là hình ảnh những cái chú rơi cảm tiền ngậm vàng hay là hình ảnh ngũ phúc thì kết hợp cùng với chữ thọ chữ vạn và chữ khánh hai cái chữ song hỉ ở trên bàn thờ bên cạnh đó thì hình ảnh ngũ phúc còn được nồng ghép với những hình ảnh của hoa mai tứ quý tổng trúc phúc mai và đây cũng là biểu tượng của sự may mắn niềm vui cho sự sống và hình ảnh của mùa xuân của cái sự hài hòa của thiên nhiên đất trời thì đã làm ra được một cái bộ bàn thờ vừa mang được biểu tượng của tài lộc vừa mang được cái không gian thanh tịnh khi mà quý khách đặt để trong gia đình từ trong gia đình tới từ đường hay kể cả là nhà thờ họ và đây cũng là nơi mà con cháu thể hiện lòng thành kính, biết ơn với ông bà tổ tiên. Và với một bộ bàn thờ mà hết sức là đơn giản bằng gỗ hương đỏ của nào, kích thước 1m97, rộng 88, cao 1m27 thì nó phù hợp với tất cả các ngôi nhà. Chỉ cần có một phòng thờ mà quý khách đã có thể đặt được vào rồi rất là đẹp à, kích thước cũng phù hợp không quá to mà không quá nhỏ à, hưng mai với một cái bộ bàn thờ bằng gỗ hương đỏ của lào này thì đã giới thiệu xong xuôi với quý khách cả về phong thủy kể cả về chất lượng kể cả về là kích thước để quý khách có thể hình dung xem có phù hợp với nhà mình hay không hưng mai có Nghe đọc một cái câu chuyện gọi là Kinh đại Phước Đức Thì khi mà chư thiên và nhân loại muốn biết về Phước Đức Để sống được một cuộc đời an lành Thì đã có đến hỏi Đức Phật là Làm thế nào để có cuộc đời hạnh phúc Thì Đức Phật đã không trả lời là à, Thật là giàu có, sang trọng hay là nhiều con cái Mà lại nói là hãy đánh xa kẻ xấu ác Được thân cận người hiền Tôn kính bậc đáng kính là Phước Đức lớn nhất à, Hướng Mai cũng có nói chuyện Với nhân viên của mình là à, Khi mà mình đi làm Mình gặp được những các bậc thầy à, thiện tri thức kể cả những khách hàng của mình họ cũng rất là nhiều các cái kiến thức tri thức thì mình cũng đang được gần các cái bậc thiện tri thức và đấy là mình cũng được còn nấp đầy cái kho tàng kiến thức của mình để mình có thêm được những cái trí tuệ, được cái sự hiểu biết bởi vì rất là nhiều góc nhìn của khách hàng. Mà đặc biệt khách hàng khi mà mua các đồ thờ cúng của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai thì đều là những người vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có trí tuệ nữa. Nên là Hướng Mai rất là biết ơn các quý khách đã đến công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai cũng thường xuyên chia sẻ những cái điều tốt đẹp cho cán bộ công nhân viên công ty đồ gỗ Hướng Mai để ngày hôm nay các bạn ấy tốt hơn bản thân mình ngày hôm qua và bạn ấy càng ngày càng phát phát triển và tự tin kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe tràn đầy năng lượng yêu thương và thành công xin được trân trọng biết ơn xin chào